một số cách lưu đọc file. Như vậy trong này có rất là nhiều cách lưu tùy theo dữ liệu của các bạn lớn hay nhỏ. Ở đây người ta đang nói là xuất theo dạng byte, là đẩy cái file của mình ra dạng byte, đẩy ra dạng character, hoặc là mình để luôn cả một buffer, một cái bộ nhớ đệm để mình lưu ra. Như vậy khi mà các bạn lưu file á, thì thầy có lưu ý cho các bạn hôm trước có một cái file các bạn sẽ muốn lưu đối tượng nào. Ví dụ như là đối tượng của các bạn là kiểu byte, kiểu int, kiểu character, kiểu string là nó đã có cho phép các bạn lưu rồi. Nhưng mà giả sử cái kiểu dữ liệu của các bạn là sinh viên, là nhân viên, là cái class mà các bạn tự viết thì nó không cho lưu. Thì các bạn phải có làm thêm một cái đoạn nhỏ nữa thì nó mới cho các bạn lưu nha. Như vậy cái đoạn nhỏ đó là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở phía sau. Luồng thì nó có luồng byte là ghi dạng nhị phân, luồng character là ghi dạng văn bản mình ghi ra ở tên file. Input là có file input stream, rồi ở đây nó có cái phần lọc, rồi object input stream. In là gì? Vào, vào là đọc file ha, read đọc file. Output là ghi file. Như vậy khi nào mà chúng ta liên quan đến việc ghi thì chúng ta dùng output stream. Input, output, file input, file output nó đi kèm với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ một cái lớp và chúng ta dùng hàm main. Ở đây các bạn dùng file output stream, viết tắt là file output stream, new file output stream, tên file. String đặt một cái test và ép cái test đó sang kiểu byte và ghi cái đoạn byte đó ra ra file. Như vậy chỗ này mình sẽ demo ở đây là slide 5. Mình sẽ tạo ra một cái class là đọc ghi file. Đọc ghi file. Và ở đây chúng ta ghi cơ bản. Cho nên chúng ta sẽ demo ở đây cái hàm main luôn. Bây giờ thầy sẽ viết một cái đoạn code để ghi file. File output stream. Chúng ta sẽ khai báo một cái lớp là file output stream. Mình viết tắt là file output stream bằng new file output stream, và mình đưa cái tên file vô đây. Ví dụ như là data .txt, data.txt. Sau đó data.txt new file output stream. Nếu trong trường hợp ở đây nó hỏi nè, bạn tạo file nhưng nếu trong trường hợp mà không tạo được thì sao? Đó, khi mà mình dùng cái lệnh mà tạo file nè, nó bảo là trong trường hợp nếu không tạo được thì sao? Thì nên làm là try hết lỗi. Bởi vì nó đảm bảo vì rằng là việc tạo file phải tạo được thì mới làm tiếp, mới đọc tiếp, mới ghi tiếp. Được không? Chỗ này cái phần khét này chúng ta tạm thời bỏ cái lệnh này đi, để tí nữa chúng ta sẽ ghi cái lỗi nó ra. Lỗi chúng ta sẽ cộng với cái x chấm get message, lấy cái mã lỗi ra.
Bây giờ phía bên trong này chúng ta sẽ có string s bằng cao đẳng FPT Polytechnic chấm phẩy và by b bằng, cái này người ta sử dụng là test get by, và ở đây có nhiều ký tự cho nên mỗi ký tự nó chuyển thành một by, cho nên chỗ này bạn phải xài là mãn, bạn xài một cái by nó không đủ, chỗ này chúng ta sẽ xài một cái mãn. Mãn by nó sẽ bằng cái chuỗi này, get by thì nó sẽ chuyển cái, nó chuyển cái chuỗi này của chúng ta thành thành kiểu by. Và việc của mình là mình lấy file output stream chấm write, và trong cái write của các bạn nó sẽ có write by, và bạn đưa cái b của các bạn vô. Bây giờ vấn đề của chúng ta là gì? Write by nó đang bị báo gì đây? By b get by. AO exception. Rồi exception nó báo là với cái việc mà ghi này thì có thể nó sẽ bị lỗi, cho nên ném lỗi ra ngoài. Đó, ném lỗi ra ngoài. Bình thường nó không có cái phần round này, mà lúc nãy mình không có round thì nó sẽ báo lỗi. Ví dụ như mình write B, đó, nó báo lỗi nè, tại vì mình chưa có ném lỗi ra ngoài. Thì nó kêu là trong quá trình ghi có thể bị lỗi thì ném lỗi ra. Mình add vô cái exception vô. Hoặc là mình add catch. Đó, catch. Nếu mà mình không row ném lỗi ra ngoài thì mình catch ở dưới này. Ở trên này là file not found, còn ở dưới là AO exception, tức là lỗi vào ra. Rồi cái phía trên đó là lỗi là do không tìm thấy file. Không tìm thấy file là do cái phần mình mở trên này nè. Còn ở dưới là lỗi là do vấn đề vào ra, đôi khi mà mình ghi ra nó không cho phép ghi. Được chưa? Và chỗ này bạn có thể dùng cái finally. Chúng ta ở đây chúng ta có thể dùng finally. Và cuối cùng mình sẽ đóng cái file này lại. Ở đây mình không thấy cái close. Vậy thì ở chỗ này bạn sẽ khai báo cái file ở trên để cho nó là biến toàn cục. Đó. Thì cuối cùng chúng ta sẽ close FOS. FOS rồi, cuối cùng đúng hay không đúng gì cũng đóng lại. Như vậy thì chúng ta dùng finally. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái file của chúng ta nó chạy được không, nó có báo lỗi gì không. Mở output lên ha. Rồi, success, không báo gì hết. Bây giờ mình mở cái dự án của mình ra, cái project của mình ra, mình coi thử là trong cái này nó có cái file mà mình hồi nãy không. Đây, cái dự án của mình đây. Ctrl C, lấy cái đường dẫn ra đây, dán ra dự án của chúng ta đây. Data.txt, mở lên xem nó có cái gì. Cao đẳng FPT Polytechnic. Được chưa? Nó đã lưu ra.
Như vậy đoàn code của mình hiện nay đã thực hiện xong cái việc lưu và mình bắt luôn tất cả những cái lỗi mà nó có thể xảy ra trong quá trình đọc ghi file. Đây là mình ghi. Bây giờ mình sẽ đọc dữ liệu lên. Đọc dữ liệu thì các bạn sẽ có là file input stream. File input stream thì chúng ta sẽ lấy là file input stream FIS bằng new file input stream. Các bạn lấy lại cái file hồi nãy là data.tt. Data.tt, chúng ta đọc dữ liệu lại. Đọc dữ liệu lại. Và cái đoạn ghi thì coi như là chúng ta ghi xong, chúng ta hoàn thành. Chúng ta không xài đến cái đoạn ghi này nữa. Dữ liệu có rồi. Bây giờ đọc lên. Vậy để đọc được cái phần mà đọc file thì chúng ta có thể thử, chúng ta nhìn nè. File input stream chấm read. Vậy cái read này nó sẽ trả về cái gì? Đây các bạn nhìn cái phương thức đọc của nó nè. Như vậy nếu mà read không á thì nó trả về kiểu in. Còn bạn read mà bạn đưa vô đây một cái biến kiểu by. Kiểu by thì nó sẽ đọc về về cái biến này. Đọc đến đâu và độ dài bao nhiêu, hoặc là đọc tất cả các by. Đó. Như vậy chỗ này có rất nhiều phương thức để đọc và chúng ta xem chúng ta sử dụng phương thức nào. Sử dụng phương thức nào để chúng ta đọc file input stream. Tại đây người ta khai báo một biến C. Trong khi C còn có thể đọc được. Như vậy cái C này của ta mỗi lần nó đọc một giá trị in. Và nếu như nó đọc đến cuối file, nó sẽ báo lỗi. Nó đọc đến cuối file, nó sẽ báo lỗi. Vậy chỗ này chúng ta sẽ đọc cho đến cuối file. Và xuất ra, xem thử nó đọc được cái gì. Cứ đọc từ đầu đến cuối file. Được chưa nào? File output stream. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từ đầu đến cuối file. Khai báo một ký tự và chúng ta dùng lệnh read. Đọc từ đầu đến cuối file nó sẽ như thế nào. Và ở chỗ này chúng ta sẽ ví dụ bây giờ mình có một cái biến in, bởi vì hồi nãy mình test mình thấy nó có in mà. In a bằng in a, bây giờ mình sẽ y 2 đi, là đọc mãi luôn. A bằng file input stream chấm read chấm phẩy rồi s out cái a này ra. Rồi mình biết trước là nó sẽ bị lỗi nha, biết trước luôn, nhưng mà mình cứ chạy thử coi nó ra cái gì. Cái chuỗi của chúng ta là FPT Polytechnic á, ra cái gì. Rồi, tại sao mà nó chạy đến đây mà nó cứ chạy hoài. Output. Dừng. Nó ở phía trên á. Tại vì nó chạy nhanh xong rồi. Mình cho nó chạy nhiều. Output để đưa ra cái chuỗi đi, cộng với ký tự một y two ký tự. Nó không ghi ra được luôn ta. Khoan khoan mình bị gì. A. Ghi ra A. Mình đi bóc qua đây coi. Nó đọc được cái gì. Sao nó không đọc được.
không hỗ trợ Breakpoint. A bằng 67. Outbook đâu nào? Đó, ghi ra được 67 nè. Sao không được? Ghi được đấy chứ. Mình lấy cái Outbook mình đẩy ra đây đi để mình còn thấy. Outbook 6, 7, 9, 7, 11. Tức là hồi nãy nó chạy nhanh quá, nó nằm ở trên đầu á, mình chưa có kéo lên kịp. Đây, bây giờ mới là trừ 1 nè. Ghi xong rồi. Ghi xong bây giờ mới là trừ 1 nè. Như vậy tại sao nó ghi ra cái này mà nó không ghi ra cái mà mình cần? Ghi gì vậy? À, chỗ này mình muốn ghi ra thì phần trăm F, và chỗ này phải là phần trăm. Ok, tốt. Chỗ này chúng ta sẽ đổi thành phẩy. Rồi, chạy lại. Output đâu rồi? Output. Ghi ra chữ C. Xuống dòng. Hoặc là bỏ luôn cái này đi. Ok. Output. C. A. O. Khoảng trắng. D. Đó. Như vậy là chúng ta đã ghi ra được cái chữ cao đẳng FPT. Polytechnic. Và bây giờ chỗ này chúng ta sẽ dừng lại tí xíu, chúng ta đi qua nè. A nó bằng gì đây? 110, 110 là gì? 110. N. Nét tiếp. Đến chữ Y. Đến chữ N. À, đến chữ C. Rồi bây giờ A nó đọc ra bằng trừ 1 là null rồi đó. Giá trị cuối file rồi. Cho nên nó ra trừ 1. Vậy chỗ này chúng ta không có đọc như vậy. Mà chúng ta sẽ khai báo cái A chỗ này nè. Trong khi A. Trong khi A. Trong khi A. Chỗ này. Đọc. Trong khi A khác trừ 1 hoặc là khác null. Đó, thì ghi ra. Như vậy chúng ta sẽ đọc cho đến cuối file thì chúng ta dừng. Chứ chúng ta không có đọc nữa. Khác trừ 1 thì xuất ra. Như vậy ở chỗ này chúng ta run luôn là được rồi. Cao đẳng FPT Polytechnic. Đó là chúng ta đọc và ghi file ở dạng nhị phân. Đọc ghi file ở dạng nhị phân.